kiều phong kịch chiến dương quá ai là người chiến thắng kim dung nêu hai điểm tiết lộ đáp án kiều phong và dương quá đều là những cao thủ hàng đầu nhưng nếu họ tỷ thí thì ai có khả năng chiến thắng trong các tác phẩm kiếm hiệp mà kim dung xây dựng thì các nhân vật chính đều khá suôn sẻ trên con đường võ học trong số các nhân vật chính do kim dung tạo ra có hai nhân vật vô cùng đặc biệt là kiều phong và dương quá kiều phong và dương quá có thể nói là đỉnh cao của võ công hành hiệp trưởng nghĩa khiến giang hồ phải nể phục. Theo bạn Kiều Phong và Dương Quá, nếu xảy ra một trận đại chiến thì ai sẽ là người chiến thắng? Hãy cùng xem tác giả Kim Dung tiết lộ đáp án qua hai điểm dưới đây. Một, Xét về võ công Về Kiều Phong, trước hết hãy nhận xét về nhân vật Kiều Phong. Kiều Phong, tên khiết đan là Tiêu Phong. Chàng ta được Kim Dung xây dựng là một nhân vật có võ công rất bá đạo, có tư chất hơn người trong chuyện võ công. Kiều Phong đã học là biết, đã biết là tinh thâm và là người thần võ nên càng gặp vào hoàn cảnh khó khăn thì tiềm lực trong người càng có dịp phát dương với khả năng trên những môn nào chàng thi triển đều đạt uy lực cực cao kể cả những chiêu thức phổ thông bình thường chàng cũng phát huy được sức mạnh trong trận ác chiến ở tù hiền trang Kiều phong sử dụng thái tổ trường quyền đến cảnh giới tinh diệu tuyệt luôn mở ra một chân trời võ học mới cho các cao thủ ở tù hiền trang Chàng chỉ dùng môn quyền pháp tầm thường nhưng đã đánh trên cơ cao tăng Thiếu Lâm Huyền Nạn, huyền tịch hợp sức. Và ngoài những khả năng trên, chàng còn được Kim Dung miêu tả gặp những đối thủ có nội công thâm hậu hơn, chiêu thức biến hóa hơn, nhưng vào lúc quyết định sinh tử thì chỉ với một chiêu, nửa thức Kiều Phong đã lật ngược được tình thế, khiến đối thủ tuy bại trận nhưng phải tâm phục khẩu phục. Chính điều này đã làm cho Kiều Phong là nhân vật chính mạnh mẽ bậc nhất trong 15 tác phẩm Kim Dung. Nhắc đến Kiều Phong thì không thể không nói đến Hàng Long thập bát trưởng, môn võ trấn phái của cái bang. Theo như Kim Dung viết trưởng pháp Kiều Phong đã đạt tới cảnh giới vĩnh viễn bất bại. Đối với Kiều Phong trưởng pháp này đã vượt lên khỏi chí nhu. Chí cương mà là bao hàm tinh hoa, triết lý, nho gia và đạo giáo. Chàng cũng là người duy nhất sử dụng Hàng Long thập bát trưởng đến độ xuất chiêu thân tốc. Trong chớp mắt đã xuất ba chiêu kháng long hữu hối, kình phong bắn xa khoảng cách 10 trường phạm vi phủ rộng như bức tường thành cao và kinh lực như sóng thần ập xuống, làm cho Đinh Xuân Thu là một đại cao thủ đương thời phải khiếp sợ, không dám đấu trực diện. Sau này chàng cùng với tiểu đệ của mình tên là Hư Trúc cùng nhau tinh giản, lượt bỏ đi 10 chiêu thức biến hóa rắc rối, tăng sức mạnh của trưởng pháp lên tầm cao mới có phần uy lực hơn để truyền cho nhân thế đời sau. Về sau Hồng Thất Công, quốc Tỉnh đều học được. Về Dương Quá, Dương Quá là con trai duy nhất của Dương Khang và một niệm từ. Võ công của Dương Quá khá hỗn tạp gồm ngọc nữ tâm kinh, toàn chân kiếm pháp, cấp mô công, nghịch hành kinh mạch, đã cẩu bổng pháp, cửu âm chân kinh, đạn chỉ thần thông, ngọc tiêu kiếm pháp tất cả đều đạt đến cảnh giới tối cao. Sau này nhờ thần điêu Dương Quá biết được cách luyện công của tiền bối độc của cầu bậy từ đó võ công tăng tiến vô cùng và đạt đến cảnh giới rất cao. Được thần điêu dẫn ra bờ biển luyện công trong hải triều mấy năm sau trừ nội công tuần tự nhi tiến, không còn gì để luyện thêm. Từ đó sáng tạo ra hải triều trưởng, loại chữ pháp không có bất kỳ chiêu thức nào. Môn võ được dương quá sử dụng rất nhiều trong các trận đánh lớn và đều trên cơ long tượng bàn nhật công của Kim Luân Pháp Vương hay không minh quyền của Chu Bá Thông. Trong 16 năm chờ đợi tiểu long nữ dương quá đã sáng tạo ra môn võ công ảm nhiên tiêu hồn trưởng, một trong những môn võ độc đáo nhất của thế giới võ hiệp. Chưa từng có bất kỳ đối thủ nào khiến Dương Quá phải sử dụng hết các chiêu của pho trưởng pháp này. Khi quyết đấu với song thủ hổ bát của Chu Bá Thông chỉ sử dụng 4 chiêu. Khi chiến thắng Kim Luân Pháp Vương chỉ cần 5 chiêu và khi chiếc chiêu áp đảo là anh thần kiếm trưởng của Hoàng Dược Sư là khoảng 10 chiêu. Hoàng Dược Sư đã nhận xét môn võ này có thể sánh ngang với hàng long thập bát trưởng của con rể mình. Kiều Phong cũng biết hàng long thập bát trưởng nên đánh giá như vậy có thể coi như phần xét võ công này của hai người ngang hàng. Hay. Kiều Phong và Dương Quá đối đầu với Hổ. Sở dĩ có phần so sánh này là bởi cả Kiều Phong và Dương Quá từng có màn đối mặt với những con hổ. Trong đoạn tả Kiều Phong đánh nhau với hổ ở núi Trường Bạch, Kiều Phong đã dùng bảy phần công lực đánh vào đầu con hổ. Không ngờ, con hổ có đầu rất to, xương lại dày. Nó vừa ngã lộn nhào đã lập tức lật người lao về phía Kiều Phong. Kiều Phong lại tăng thêm 10 phần công lực, chỉ nghe thấy một tiếng binh. Chứng này đánh vào bên hông của con hổ. Nó loạn choạng rồi lăn ra chết tươi. Qua những lời miêu tả này, không khó để phát hiện ra rằng Kiều Phong đã hạ gục con hổ chỉ bằng một tay. Trong khi đó, Dương Quá trong tác phẩm Thần Điêu Hiệp Lữ đã dùng nội công gầm lên khiến cho sư tử. Hổ lần lượt gục hết, đến voi cũng đứng không vững. Vì lo có người bị thương, Dương Quá mới dừng lại. Nếu cứ tiếp tục có lẽ chúng cũng bị tiếng thét của anh ta giết chết. Dương quá thực tế không chỉ đối mặt với hai con hổ mà là một đàn giả thú. Thế nhưng, chàng ta không cần ra tay, chỉ giận dữ gầm lên đã khiến lũ thú con thì ngã xuống đất, con thì sợ hãi bỏ chạy. Từ đây, ta có thể thấy rõ ràng Dương quá mạnh hơn Kiều Phong. Ngoài ra, Dương quá còn nắm được kỹ thuật luyện công của độc cô cầu bại nên võ công đã tăng tiến đến cảnh giới cao nhất. Hơn nữa, trong suốt 16 năm chờ tiểu long nữ, Dương Quá đều chăm chỉ luyện tập nên nội công của anh ta có thể nói là mạnh hơn Kiều Phong. Như vậy, nếu Kiều Phong và Dương Quá cùng kịch chiến, khả năng thắng của Dương Quá lớn hơn Kiều Phong. Video chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm tới xe hay V88 và theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh. Đặc biệt đừng quên bật chuông để theo dõi những video khác nhanh nhất. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn.